phần yếu tố kỳ ảo. Yếu tố kỳ ảo giống như Dung vừa nói, đấy là những yếu tố không có thực, đúng không? Kỳ ảo là những cái yếu tố hoang đường và không có thực, cho nên nó được hiện ra bằng cái trí tưởng tượng của ai ạ? Của tác giả, đúng không? Vậy thì trong văn bản Muối của rừng thì các bạn chỉ đã giúp chị xem những yếu tố kỳ ảo nào được nhà văn Nguyễn Huy Điệp sử dụng đây ạ? Nào, chúng mình sẽ chỉ ra giúp chị là những yếu tố kỳ ảo nào được nhà văn Nguyễn Huy Điệp sử dụng trong văn bản đây. Nào, các bạn sẽ tìm giúp chị những cái câu văn nào cụ thể hơn là những câu văn. Còn gì nữa không? Hoa Tử Huyền. Còn chi tiết nào không nào? Các bạn xem giúp chị xem là còn chi tiết nào nữa không? Từ những cái câu văn như là gì ạ? Đấy là từ dưới vực thì vang lên cái tiếng súng của con kỳ con, đúng không? Và cái yếu tố thứ hai như bạn Dung vừa nói, đấy là về Hoa Tử Huyền. Thế thì theo các bạn là những yếu tố kỳ ảo được sử dụng trong văn bản Muối của rừng như vậy đã đầy đủ chưa? Đầy đủ chưa ạ? Đầy đủ rồi. Bên dãy này là cho đầy đủ rồi. Còn Linh và Nhi thì sao? Các bạn có tìm được yếu tố kỳ ảo nào khác không? Chúng mình có tìm được yếu tố kỳ ảo nào khác không ạ? Hôm nay vừa qua là đạo thủy phong như sáng được và hoa tử huyền. Cũng giống như ý kiến của các em, đúng không? Các em cũng vừa nói rằng là ở trong sách giáo khoa 121 ấy, thì có đề cập cho chúng mình là một cái câu hỏi là tại sao chi tiết kỳ ảo xuất hiện ở trong đoạn văn này. Thì bạn cũng sẽ rất dễ dàng nhận ra được là từ cái câu văn là từ dưới sông nút vang lên tiếng sú thê thảm của con khỉ nhỏ, đúng không ạ? Và trong ký ức của ông thì chưa hề có tiếng sú nào tương tự như thế. Ông lùi lại kinh hoàng và từ dưới miệng vực sương mù dâng lên cuồn cuộn, trông vừa kinh dị vừa đầy tử khí. Tử khí là gì ạ? Là kiểu không, là cái khí mùi tử khí. Các bạn xem ngay ở trong chú thích trong sách giáo khoa, đúng không ạ? Tử khí là hơi lạnh từ thi thể mà chết thoát ra, đúng chưa? Cùng với đó là cái hình ảnh của sương mù lên vào từng chân bụi cây và xóa rất nhanh cảnh vật, hay là ông diểu chạy lùi trở lại, tất cả hết cái đoạn đấy, đúng không ạ? Rồi là ông diểu chạy như ma đuổi. Vậy thì chúng mình thấy được cái chi tiết, cái yếu tố kỳ ảo đầu tiên hiện lên trong văn bản Muối của rừng, đấy là cái câu văn, cái hình ảnh mà con khỉ con rơi xuống vực. Và ông diểu, ông ấy nghe thấy cái tiếng rú kinh dị, đúng không ạ? Bên cạnh đấy thì còn là hình ảnh ông diểu gặp Hoa Tử Huyền, cũng là một trong những cái yếu tố kỳ ảo được sử dụng trong văn bản mà chúng mình lưu ý giúp chị này. Với cái hình ảnh là sương mù dâng lên từ vực thẳm sau cái chết của khỉ con thì cho chúng ta thấy được cái gì ạ? Thấy được cái không gian núi rừng bao la rộng lớn, đúng không? Thấy được cái không gian núi rừng bao la rộng lớn và vô cùng lạnh lẽo, vì vậy mà đã gây ấn tượng cho người đọc, đúng không ạ? Những cái yếu tố kỳ ảo thì thông thường là gì? Là gây ấn tượng đối với người đọc, người nghe, đúng không? Và hình ảnh gặp Hoa Tử Huyền thì ở bài học ngày hôm trước chúng mình đã tìm hiểu rồi. Hoa Tử Huyền là loài hoa của sự may mắn, đúng không? Mà 30 năm mới nở một lần. Vậy thì chị vẫn nói với chúng mình rằng là đời người thì không biết mấy lần chúng ta may mắn được nhìn thấy Hoa Tử Huyền. Vậy thì ở đây đã gợi nhắc về niềm tin và bản chất thuần phác đẹp đẽ của thiên nhiên và con người, đúng không ạ? Giống như trong buổi học ngày hôm trước thì chị nói với chúng mình rằng là nếu như ông Diểu, ông không từ bỏ cái việc là đem con khỉ được về nhà, thì ông có chọn một lối đi khác hay không? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Ông không chọn một lối đi khác. Và nếu như không chọn một lối đi khác thì làm sao nhìn thấy được loài hoa Tử Huyền? Loài hoa tượng trưng cho sự phong túc, đúng không ạ? Cho sự may mắn, là điềm báo đất nước thanh bình, đúng không ạ? Thì chúng mình sẽ lưu ý giúp chị ở đây những yếu tố kỳ ảo
đó là sương mù dâng lên từ vực thẳm sau cái chết của thủy con. Và ở đây nó gợi ra cho chúng ta thấy được một cái không gian núi rừng bao la hùng vĩ và nó cũng đầy sự bí ẩn, đúng không ạ? Thứ hai là hình ảnh của ông diều gặp hoa tử huyền, và nó gợi cho chúng ta nhớ nghĩ tới những cái gì ạ? Những cái điều đẹp đẽ của thiên nhiên, những cái điều bản chất thần pháp trong tâm hồn con người, đúng không? Thì chúng mình sẽ ghi nhận cho chị. Ở phần tri thức ngữ văn ngày hôm trước, khi mà chúng mình khám phá, chúng mình cũng biết được là tác dụng của những yếu tố kỳ ảo, đúng không? Nhưng mà ở đây, người ta đề cập cho các bạn là về chuyện truyền kỳ, và chúng mình đã học chuyện ngắn. Vậy chúng mình hãy xem lại, giúp chị xem cái phần trong kiến thức ngữ văn chương 13 ấy, những cái yếu tác dụng của yếu tố kỳ ảo, xem là nó có đúng với những cái gì mà trong văn bản cuối của rừng thể hiện không. Đấy là khiến cho câu chuyện trở nên hấp dẫn, thú vị, vừa kín đáo phản ánh hiện thực và bộc lộ thái độ người viết. Nào, theo các bạn thì cái tác dụng nào chúng mình có thể đưa vào trong đây ạ? Cái yếu tố kỳ ảo nào chúng mình có thể đưa vào trong đây ạ? Phản ánh hiện thực, có chắc không? Chị nghĩ là sẽ là làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn, đúng không? Bởi vì khi mà các bạn học chuyện trước phán sự nền tảng viên thì các bạn thấy được cái bối cảnh của xã hội lúc bấy giờ, đúng không? Quan lại thì nhũng nhiễu, rồi ăn nút lót mà lặng im trước cái tội ác của kẻ khác, đúng không ạ? Thế nhưng mà đối với văn bản muối của rừng thì ngoài cái việc là khiến cho câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn, thú vị hơn và gây được cái sự tò mò, hứng thú của người đọc thì còn có một cái tác dụng gì nữa ạ? Chúng mình suy nghĩ giúp chị xem. Nào, bên cạnh cái việc là tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện thì nó còn có ý nghĩa gì khác không? Tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện thì nó còn ý nghĩa gì khác không ạ? Đấy là về nghệ thuật, nó làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn, đúng không? Thế nhưng còn về nội dung thì sao? Chị gợi ý để các bạn sẽ chú ý giúp chị vào cái hình ảnh của hoa tử huyền. Xem là đó là hình ảnh gợi cho chúng ta thấy được cái thiện sẽ thắng cái ác, đúng không? Còn gì nữa không ạ? Còn gì nữa không? Cái thiện sẽ chiến thắng cái ác, còn gì nữa không ạ? Yêu thiên nhiên. Mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người, Dung nói đúng rồi đấy. Các bạn sẽ chú ý cái ý nghĩa giúp chị này. Đầu tiên là gì ạ? Là thể hiện được cái chủ đề của câu chuyện, mang tính nhân sinh, đúng không ạ? Là cái hiện thực xã hội là cái gì? Là con người ý đang ngày càng bị tha hóa và đạo đức đang ngày càng đi xuống, đúng không? Đánh đổi tất cả mọi thứ, không quan tâm tới thế giới tự nhiên xung quanh như thế nào, chỉ quan tâm tới gì? Tới sở thích, cái thú vui của mình, đúng không? Với cái việc mình mong muốn được thử thách, khám phá bản thân ở nơi rừng hoang bí hiểm thôi. Và câu chuyện thì chị đã khẳng định với các bạn, cái cuộc đi săn của ông Diểu chính là cái cuộc đi tìm cái thiện, đúng không? Cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác thì đây là cuộc hành trình đi tìm cái thiện của con người. Có hiểu không ạ? Bên cạnh đấy thì trong văn bản còn cho chúng ta thấy được cái lòng trắc ẩn, tình yêu thiên nhiên, hay còn là mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người, đúng không? Chỉ khi là con người từ bỏ hết những cái ham muốn xấu xa trong tâm hồn mình thì lúc đó thiên nhiên mới trả lại cho con người những gì tốt đẹp nhất, đúng không ạ? Và cuối cùng là tăng tính hấp dẫn ly kỳ cho câu chuyện. Nhưng mà rồi thì chúng mình cũng đọc trong sách giáo khoa rồi, đúng không? Chúng mình sẽ ghi nhanh giúp chị cái phần ý nghĩa của yếu tố kỳ ảo. Đấy là thể hiện được chủ đề của tác phẩm này, khơi dậy được lòng trắc ẩn này, lòng trắc ẩn của con người, thể hiện được mối quan hệ giữa con người với cả tự nhiên, rồi là tăng tính hấp dẫn ly kỳ cho câu chuyện. Chúng mình sẽ ghi nhanh giúp chị. Đây, nếu như mà các bạn có để ý thì trong phần kiến thức ngữ văn đề cập cho các bạn một cái dòng cuối cùng, đấy là ở các giai đoạn văn học sau này thì yếu tố kỳ ảo vẫn có thể được sử dụng như một thủ pháp để thể hiện
tư tưởng chủ đề của tác phẩm. Thì đây đúng không? Chính xác với cái tầng kiến thức ngữ văn đấy, nó thể hiện được chủ đề của văn bản mới của rừng đây. Mình ghi chép xong chưa ạ? Ok. Vậy thì các bạn sẽ lưu ý giúp chị. Bạn nào hiểu trong bình chọn thì chúng mình sẽ bóc giúp chị nhé. Chúng mình sẽ lưu ý giúp chị này. Khi mà các bạn đi phân tích chuyện, chúng mình đã học về chuyện ngắn và chuyện truyền kỳ. Chúng mình đã học chuyện ngắn và chuyện truyền kỳ, đúng không? Thế thì bên cạnh cái việc là cốt truyện, điểm nhìn, nhân vật, thì các bạn cũng cần phải chú ý tới cái gì? Yếu tố kỳ ảo, đúng không ạ? Đây là một trong những cái yếu tố nghệ thuật vô cùng quan trọng ở trong chuyện ngắn và chuyện truyền kỳ, trong những cái tác phẩm mình đang đi tìm hiểu. Trong chuyện chức phán sự đền đàn viên và mối của rừng, nó có vai trò là không chỉ tăng cái tính hấp dẫn cho câu chuyện mà còn thể hiện được tư tưởng chủ đề của tác phẩm, quan niệm của tác giả, đúng không ạ? Các bạn sẽ lưu ý giúp chị này, có nhớ về cái buổi đầu tiên khi mà chị em mình gặp nhau ấy, thì chỉ có duy nhất một cái văn bản là nó có yếu tố yêu cầu cái có thực là ký, đúng không? Còn đâu tất cả các văn bản khác, các thể loại khác thì người ta đều có thể đưa vào những yếu tố nhu cầu tùy thuộc vào ý đồ của tác giả là gì, đúng không? Và thậm chí là trong ký cũng có thể có những yếu tố tưởng tượng cơ, nhưng mà miễn sao cái yếu tố tưởng tượng nó chiếm một số lượng nhỏ, rất nhỏ thôi, nó không được phép vượt qua những yếu tố có thực, đúng không? Sẽ lưu ý như vậy giúp chị nhé. Ok ạ, vậy chúng mình đã tìm hiểu xong phần yếu tố kỳ ảo của văn bản mối của rừng. Vậy thì các bạn sẽ tiếp tục đến phần tiếp theo giúp chị.